Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 47, giải phương trình bậc 2. Và nó sẽ có phương trình bậc 2 thì nó sẽ có dạng AX bình cộng BX cộng C bằng 0 đúng không ạ? Đấy. Thì mình sẽ, dưới đây thì mình đã viết sẵn cái đoạn code cho cái chương trình này. Đấy. Và đầu tiên thì mình cũng cần phải khai báo một số cái thư viện cho nó, Studio, Corneo và Math này. Sau đó mình sẽ đi vào cái hàm main. Và trong hàm main này thì mình bắt đầu sẽ khai báo những cái biến kiểu thực như là A, B, C. Tức là ba cái số A, B, C này lại ở trên cái phương trình này. Đấy, thì đây là cái phần khai báo. Cái câu lệnh print scanf thì nó khá là quen thuộc với chúng ta đúng không ạ? Đấy. Đấy, nó dùng để nhập cái dữ liệu từ bàn phím ra cái màn hình. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if. Đấy, mình sẽ thử lần lượt với từng trường hợp A bằng 0 luôn ạ. Đầu tiên mình sẽ thử với A bằng 0. Nếu như mà cái A này nó bằng 0 mà đúng luôn ạ, thì phương trình này lúc này nó sẽ có dạng BX cộng C bằng 0 ạ. Và cái B này nó cũng bằng 0, thì lúc này thì phương trình nó sẽ có dạng là C bằng 0 đúng không ạ? Và nếu như rằng cái A bằng 0, B bằng 0 và cái C nó cũng bằng 0 thì phương trình lúc này sẽ có dạng là 0 bằng 0 đúng không ạ? Tức là 0x bằng 0 thì lúc này thì phương trình nó sẽ có vô số nghiệm đúng không ạ? Và cái trường hợp ngược lại là cái C này nó không bằng 0 trong khi mà A bằng 0, B bằng 0 và cái C này nó không bằng 0. Tức là nó sẽ là một cái hệ số C này, lúc này nó có thể tùy ý là một cái hệ số mà nó không phải bằng 0. Thì lúc này ở đây mình sẽ ví dụ C bằng 2 đi. Thì 2 bằng 0 thì sai đúng không ạ? Đây là nó sai hoàn toàn. Chúng ta có thể dễ nhận thấy được điều đó. Và lúc đó sẽ in ra màn hình cái dòng lệnh là phương trình vô nghiệm đúng không ạ? Đây. Và ở đây L. L tức là gì? L ở đây thì nó sẽ là tương đương với việc là cái B này nó không bằng 0. Tức là gì? Khi A bằng 0 và B không bằng 0. Đấy. A bằng 0 này. Khi A bằng 0 và B khác 0 thì nó sẽ làm công việc sau. Thì cái X lúc này sẽ là bằng trừ C trên B đúng không ạ? Lúc này thì phương trình có dạng này. Xong cái L này thì nó sẽ có dạng là BX cộng C bằng 0 đúng không ạ? Thì lúc này nó sẽ chuyển cái C này qua bên vế phải, chuyển C qua bên vế phải và sau đó sẽ rút X. X lúc này thì sẽ bằng trừ C trên B đúng không ạ? Đấy, như ở dưới đây. Và sẽ in ra cái dòng chữ là phương trình có nghiệm duy nhất là x bằng phần trăm f và để x đây chính là cái biến địa chỉ đó. Rồi ở đây L. L ở đây tức là gì? L tức là cái A lúc này nó bằng 0. Đấy, A lúc này nó sẽ bằng 0. À nó, xin lỗi các bạn, A lúc này nó sẽ không bằng 0. Đấy, ở câu if đầu tiên thì nó cái biểu thức của điều kiện của nó là A bằng 0. Và cái L ở đây khi A khác 0 đúng không ạ, thì ta sẽ tiếp tục tính cái biểu thức delta. Đấy, như các bạn đã biết thì delta thì sẽ bằng B bình trừ 4AC đúng không ạ? Đấy, và nó sẽ cái kiểu của nó là đương nhiên sẽ là kiểu số thực. Rồi sau đó nó sẽ sự trong cái L này nó sẽ tiếp tục dùng một cái câu lệnh if. Đấy, chúng ta sẽ biện luận cho cái delta này. Với cái delta này bén 0 mà đúng luôn thì sẽ in ra cái phương trình là phương trình vô nghiệm đúng không ạ? Bởi vì phương trình bậc 2 nếu delta bén 0 thì nó sẽ là vô nghiệm. Rồi, L if tức là gì? Tức là khi mà cái L này cái if này đúng không ạ? L if khi mà cái delta này nó không bằng
không bén không, tức là nó sẽ bằng không hoặc là lớn hơn không, đúng không ạ? Thì nó sẽ in ra cái câu lệnh đây là phương trình có nghiệm kép là x1 bằng x2, đúng không ạ? Và cái x, x1 x2 lúc này nó sẽ bằng trừ b trên 2a. Đấy, thì đó là cái công thức để tính cái nghiệm khi mà cái biểu thức delta này bằng không. Đấy. Đấy, với trường hợp mà cái delta này lớn không, ở đây có đỉnh L, đúng không ạ? L lúc này thì nó sẽ bằng cái L, L của cái này, L của ngược của hai cái trên này, ngược của hai cái delta bén không và delta bằng không, thì tức là nó lúc này delta sẽ lớn hơn không, đúng không ạ? Và trong cái L này thì nó sẽ sử dụng cái công thức để tính cái x1, nghiệm x1 plus, ở đây nó sẽ ép kiểu luôn cho cái x1 này. X1 thì sẽ bằng trừ b cộng căn bậc 2 của delta, đúng không ạ? Và sẽ chia cho 2a. Còn x2 sẽ bằng trừ b trừ căn delta chia cho 2a. Rồi. Sau đó sẽ in ra cái kết quả là phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2, đúng không ạ? Bởi vì cái delta này lớn không thì nó sẽ đương nhiên nó sẽ có hai nghiệm. Đấy, và sau đó sẽ get và return. Ở đây thì mình sẽ chạy cho các bạn xem. Mình sẽ thử với trường hợp a bằng 0. Ở đây mình cho a bằng 0, b bằng 0 và c là một cái số bất kỳ. Thì ở đây thì nó sẽ in ra cái dòng lệnh là phương trình vô nghiệm, đúng không ạ? Để xem các nó sẽ in ra kết quả như nào nha. Đấy, thì ở đây thì nó đã in ra kết quả là phương trình vô nghiệm, đúng không ạ? Rồi. Mình sẽ thử với một cái ví dụ khác. Ở đây mình cho a khác 0, b cũng khác 0, là một số bất kỳ đấy ạ. Và c mình cho một số bất kỳ. Thì phương trình lúc này nó sẽ có hai nghiệm phân biệt x1, đấy, x1 và x2. Thì như các bạn đã để ý thì cái a và cái c này nó trái dấu nhau, đúng không ạ? Thì nó sẽ đương nhiên rằng cái phương trình này nó sẽ có cái hai nghiệm phân biệt. Rồi. À, thì trên đây là cái bài tập giải nghiệm giải và biện luận nghiệm cho cái phương trình bậc 2 ax bình cộng bx cộng c bằng 0. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.